Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Phước Sơn phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Phước Sơn chuẩn bị cho Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Rau lủi trở thành sản phẩm ô cốp, niềm vui của bà con rẻ chiêng phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Phước Sơn theo nghị quyết 30A của chính phủ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy Phước Sơn vừa triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức đại hội trong đó tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác tổ chức đại hội được chú đáo an toàn trang trọng công tác tổ chức phân công thực hiện đảm bảo hiệu quả tiết kiệm nhiều góp ý về kế hoạch tổ chức đại hội thảo luận như công tác an ninh an toàn công tác tuyên truyền xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm và một số nội dung quan trọng khác bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nguyễn mạnh hà nhấn mạnh công tác phục vụ đại hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng vì vậy, các thành viên cần bám sát vào kế hoạch và nội dung được phân công để tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra nghiêm túc, hạn chế tối đa các hoạt động văn nghệ, thể thao không tảng quà, không tổ chức liên hoan cho đại biểu dự đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị 53 của tỉnh ủy Quảng Nam về triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban chỉ đạo phòng chống Covid huyện Phước Sơn cũng vừa đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Mặc dù trên địa bàn Phước Sơn chưa có trường hợp nghi nhiễm, nhưng công cuộc phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt từ công tác tuyên truyền cho đến trang bị các cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Việc nắm bắt các thông tin liên quan cũng kịp thời, nhờ đó các trường hợp trở về từ các địa phương khác cũng được cách ly, khuyến cáo cách ly tại nhà theo đúng quy định. Các điểm buôn bán được hướng dẫn trang bị dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi giao dịch. Về nhiệm vụ thời gian đến, huyện Phước Sơn yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị thông báo về phòng chống COVID của Trung ương của tỉnh, tiếp tục kiểm soát tốt tình hình địa bàn, huy động các nguồn lực đóng góp từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vào quỹ phòng chống COVID của huyện, rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng để hỗ trợ kịp thời. Đối với việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương khử trùng các điểm trường trang bị dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và cấp phát khẩu trang cho học sinh khi đến trường. Những ngày qua, huyện Phước Sơn đã triển khai thực hiện kế hoạch về phun thuốc tẩy trùng phòng chống virus corona tại các đơn vị trường học đóng trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4, tại 26 điểm trường và 7 cơ sở mẫu giáo tư thục được phun thuốc khử trùng ngoài việc phun khử trùng phòng học phòng làm việc phòng chức năng hành lang bếp ăn khu vệ sinh khu ký túc xá học sinh thì nền nhà bàn ghế tay nắm cửa được lau bằng chất tẩy rửa chuyên dụng việc thực hiện phun thuốc khử trùng vệ sinh toàn bộ trường lớp sẽ giúp cho học sinh và phụ huynh yên tâm hơn khi cho con em đi học lại Tại đây, đoàn đã trao 9 tấn gạo và 900 thùng mì tôm cho bà con dạy trên ở các xã Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Mỹ và Phước Thành, huyện Phước Sơn. Tổng kinh phí của đợt trao quà này trị giá hơn 180 triệu đồng. Do tình hình dịch bệnh, đồng thời hạn chế tập trung đông người, nên các xã được hỗ trợ quà đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ nhận thay và trực tiếp đến từng nhà cấp phát cho bà con theo danh sách. Ngoài ra, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và các công ty đã đến trực tiếp một số hộ gia đình để trao quà tận tay cho bà con vì chung tay của các doanh nghiệp cùng với huyện Phước Sơn trong việc chăm lo cuộc sống cho bà con dân tộc thiểu số nghèo bị ảnh hưởng của dịch Covid như thế này đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm đa rách của dân tộc Việt Nam ta. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn, hạn chế tập trung đông người theo quyết định của Ủy ban Nhân dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh, những ngày qua, Bưu điện huyện Phước Sơn đã đến tận nhà tiến hành chi trả lương hưu trợ cấp cho đối tượng người có công trên địa bàn với phương án này đã giúp cho người hưởng chế độ cảm thấy ấm lòng với chủ trương đúng đắn trong mùa dịch Covid-19. Trước đây, khi chưa thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, công việc buôn bán quán ăn của gia đình bà Minh vẫn diễn ra bình thường. Khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ thị của cấp trên, bà đã nghỉ công việc bán bún mì tại nhà nên kinh tế khó khăn. Bà phải làm thêm công việc bán bánh dạo nay thực hiện chi trả chế độ thương binh kịp thời tận nhà, bà thấy rất an lòng. Chi trả lương cho là mỗi con bộ hưu trí là lát đúng bởi vì là thuận tiện cho mọi người dân là cách ly trong thời điểm này chấp hành không không buông không bón không có gì hết nghĩ là mong muốn rằng là chính phủ có chính sách là cái thời gian mà dịch này để mà cho nó đúng với là mình cách ly đúng cho mang cho bản thân tôi mang là rằng mà nó không có dịch lây lan để Lâu này cứ đến ngày 7 hàng tháng các đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp trên địa bàn thị trấn Khâm Đức đến bưu điện huyện để nhận tiền do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường nên không chỉ riêng bà Minh mà các đối tượng hưởng lương hưu chính sách trên địa bàn huyện đều tỏ ra rất phấn khởi khi nhận được lương hưu tại nhà để thực hiện tốt cái công tác chi trả tại nhà này thì là bưu điện đã lập ra cái danh cái, lập ra danh sách chi trả theo từng tuyến đường từng tổ từng thôn à, theo từng địa bàn và à, cấp phát à, sắp xếp khoản tiền đó theo à, theo cái tuyến đường để đi để cho thuận tiện à, phát à, tiền đánh các đối tượng được nhanh chóng và thuận tiện trong cái thời gian mà à, thực hiện cái việc mà phòng chống dịch là không tập trung đông người huyện Phước Sơn có hơn 1.300 trường hợp được chi trả chế độ cho người có công, lương hưu. Để đảm bảo công tác chi trả kịp thời, Bưu điện huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, nhất là các xã xa trung tâm huyện để thông báo cho nhân dân nắm bắt thông tin. Mặc dù thời gian chi trả chậm hơn do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên đợt chi trả tận nhà lần này gộp cả tháng 4 và tháng 5 giúp người dân đảm bảo chế độ tiền lương hưu trợ cấp vừa phù hợp với thời gian chống dịch COVID-19. Vào mùa khô hàng năm, trên địa bàn huyện Phước Sơn đã xảy ra hàng chục vụ đốt dọn thực bì, gây nguy cơ cháy rừng rất lớn. Đây thật sự là mối đe dọa đến những khu rừng tự nhiên trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong mùa khô năm 2019, toàn huyện Phước Sơn có 8 vụ đốt dọn thực bì gây cháy lan vào những cánh rừng già. Đáng mừng là những vụ việc trên đã được lực lượng kiểm lâm, công an và quân sự xử lý kịp thời, nên mức độ thiệt hại không cao. Do vậy để hạn chế tình trạng đốt phát nương rẫy gây nguy cơ cháy rừng vào mùa khô năm nay, các địa phương trên địa bàn huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư thôn xóm. Đối với chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật dưới sự hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm, lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Rau lùi một giống rau rừng của đồng bào rẻ triêng giờ đây không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con mà còn được công nhận là sản phẩm nông sản đạt chuẩn ba sao ô cốp của huyện Phước Sơn. Có được kết quả đó phải kể đến công lao của lão nông Hồ Văn Nhôi, dân tộc rẻ triêng ở tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Năm năm trước, ông Hồ Văn Nhôi đã mạnh dạn di thực cây rau lùi tự nhiên về trồng tại 3 hectare rẫy của mình. Với kinh nghiệm hàng chục năm gắn bó với nương rẫy núi rừng, ông Nhôi đã tự tay làm hệ thống nước tưới, bón phân tự nhiên cho cây rau lủi. Chừng 3 tháng sau khi trồng thử nghiệm, cây rau lủi sinh trưởng tốt và mang lại nguồn thu nhập khá cao cho gia đình ông Nhôi. Giờ đây bình quân mỗi kg rau lủi bán ra thị trường dao động từ 10 đến 15.000 đồng đã mang đến cuộc sống no đủ cho gia đình người đàn ông rẻ trương này. Chung là về rau lủi là thu nhập một tháng bình quân cỡ 6 7 triệu hoặc là về vài làm vườn trồng bắp trồng cao thu nhập cỡ 5 6 triệu à, là nói chung là cũng đủ sinh hoạt thì cái nguồn rau lũi là thu nhập nó rất là cao à, muốn à, tốt có thì à, chúng ta là phải phăng, à, bón phân phăng bón phân rồi à, tưới nước chẳng hắn mới tốt chứ còn nếu mà không không có phân không có nước thì ông bà có câu là nhất nước nhì phân mà tam cần mới tưới giống không chỉ làm giàu cho gia đình mình, Ông Nhôi còn hướng dẫn và cung cấp giống rau lủi cho bà con trong vùng cùng phát triển. Giờ đây diện tích rau lủi tại khu vực thị trấn Khâm Đức đã lên đến hơn 150 ha và thị trường đầu ra của cây rau lủi đã được mở rộng đến thành phố Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Đã có hàng trăm hộ nông dân rẻ chiêng giảm nghèo vươn lên làm giàu từ cây rau lủi tại Phước Sơn. Nhận thấy được sự phát triển rộng và hiệu quả kinh tế mà cây rau lủi mang lại, Năm 2019, huyện Phước Sơn đã xây dựng và được tỉnh Quảng Nam công nhận rau lủi là sản phẩm ô cốp đặt 3 sao cấp tỉnh. Đây được coi là hướng mở để cây rau lủi giống rau đặc trưng của bà con rẻ chiêng vươn xa hơn. Đến thời điểm này thì cũng có các xã Phước Năng, Phước Lộc, rồi Thị trấn Khâm Đức và Phước Xuân. Đó là những cái đơn vị xã mà hiện nay đang phát triển rất, rất là nhiều đối với cây giao lưu một những trong những sản phẩm đặc trưng của đơn vị Phước Sơn. Nếu như được có sự đầu tư của các cái doanh nghiệp nào đó làm tập trung thành một cái 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 mô hình diện rộng thì sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và vừa là giải quyết được việc làm tăng thu nhập cho bà con. Giờ đây lão nông ngoài 60 tuổi Hồ Văn Nhôi đã chuyển giao diện tích rau lủi trên nương rẫy cho con cháu trông coi. Ông trở về với mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau, cà, ngô để tăng thêm thu nhập hàng ngày. Và khi cây rau lủi vào siêu thị ngày càng nhiều hay tiêu thụ rộng khắp trong cả nước, đời sống của bà con rẻ chiêng thay đổi. Ông Nhôi vui cái bụng lắm. Thưa quý vị và các bạn, tập trung hỗ trợ cây con giống phù hợp với từng địa bàn, trang bị kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, kiểm tra giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đó được coi là cách triển khai có hiệu quả, hợp phần với phát triển sản xuất theo chương trình 30A của chính phủ tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hơn 10 năm phát triển mô hình kinh tế tại hướng VACR, ông Nguyễn Văn Bé giờ đã có trong tay tiền tỷ. Năm 2010, từ chương trình 30A, ông Bé được hỗ trợ 5 con lợn đen giống địa phương và hai con bò nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, đàn lợn bò của gia đình ông bé không ngừng phát triển. Từ năm 2018 đến nay, ông bé chuyển sang nuôi lợn rừng lai và đào ao thả cá. Gia đình người đàn ông dễ tiên này giờ đã trở nên giàu có nhất nhì trong làng. hiện nay nói vấn đề là đời sống của gia đình thì uh, so với lại trước đây thì phải nói là gấp 10 lần. Bản thân gia đình cũng như là cái bà con trên địa bàn trả vỡ đất thì tóm lại bây giờ là không còn đói nữa không còn đói à, nghèo thì nói chung là cũng giảm bớt so với lại mấy năm nay giảm bớt rất rất nhiều giảm bớt rất nhiều những năm qua tại huyện Phước Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như chăn nuôi lợn rừng lai lợn đen địa phương hợp tác xã chuyên canh rau lủi trồng dược liệu dưới tán rừng được huyện chú trọng đầu tư và nhân rộng tại các mô hình điểm. Hàng tháng các ngành đoàn thể của Phước Sơn đưa hội viên đến tham quan học tập, đồng thời tổ chức cho doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm hàng hóa cho bà con. Cách làm này đã góp phần rất lớn trong giảm nghèo ở vùng đồng bào dễ riêng của huyện Phước Sơn. Tỷ lệ nghèo từ 50% của năm 2015 À, đến giờ phút này tỷ lệ hộ nghèo còn hơn cỡ 22% như vậy là tỷ lệ hộ nghèo có giảm đi nhờ sự nỗ lực của nhân dân và cùng sự đầu tư của nhà nước huyện cũng đang tiếp tục là thực hiện tiếp có các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước à, trong đó hiện nay là phải đẩy mạnh về cái, cái phát triển nông nghiệp mà theo cái hướng bền vững và tạo ra có các sản phẩm mà mang cái tính là, là vùng miền để tạo điều kiện mà thu nhập cho nhân dân đi cùng với nghị quyết 30A của chính phủ thì gần đây huyện Phước Sơn cũng đã thừa hưởng nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho huyện nghèo vùng dân tộc thiểu số từ những nghị quyết như 05 của tỉnh ủy, 12 hội đồng nhân dân tỉnh, huyện miền núi cao Phước Sơn đã có nhiều cách làm phù hợp, trong đó ưu tiên cho sản xuất theo hướng bền vững, trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng, trồng quế bản địa, từ đó đã mang lại cuộc sống khấm khá và ngày càng xuất hiện nhiều hộ tỷ phú là đồng bào dễ riêng ở huyện Phước Sơn trang địa phương phước sơn phát trên sóng đài phát thanh truyền hình quảng nam đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt